Xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thị trường tiêu dùng số 190 của TV Pháp Luật. Bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát động giải báo chí toàn quốc về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng 102%, xếp thứ 33 trên thế giới. Sản xuất công nghiệp bứt phá, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Kính thưa quý vị, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2024, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị số 12 ngày 21 tháng 4 năm 2024 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cả nước trong thời gian tới. Theo đó, để góp phần thực hiện nhất quán định hướng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tận dụng tối đa thời cơ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp sau đây. Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Phát triển thị trường trong nước, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai quyết liệt hiệu quả các quy hoạch. Tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn động kéo dài. Đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cuối cùng là tăng cường công tác thông tin truyền thông với quyết tâm thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng, kiểm soát lạm phát của cả nước. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm phát hiện những gương điển hình tiên tiến, những sáng kiến trong tiết kiệm năng lượng của cá nhân và tập thể, tổ chức trên phạm vi cả nước. Đồng thời phản ánh được những khó khăn thách thức trong việc triển khai công tác thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện nay. Đối tượng tham dự giải thưởng là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ truyền thông của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, có tác phẩm báo chí với nội dung hình thức, điều kiện phù hợp với thể lệ giải. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích đội ngũ phóng viên trẻ và các bạn trẻ với góc nhìn sáng tạo đổi mới tham dự với những hình thức thể hiện tác phẩm báo chí hiện đại. Kính thưa quý vị, sau thời gian dài ghi nhận nhiều sự nỗ lực theo đánh giá và xếp hạng của tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance mới đây, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn 2019-2023, xếp thứ 33 trên thế giới. Theo đánh giá của Brand Finance, tính riêng trong năm 2023, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 498,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm qua. Hiện xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương. Được biết, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là ngày thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, đồng thời quy tụ khơi dậy nỗ lực của các ngành các cấp và nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu quốc gia Việt Nam nói chung, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói riêng vì một Việt Nam hùng cường.
thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương, kết quả tình hình sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2024, nước ta cho thấy nhiều tín hiệu tích cực tạo đà cho kinh tế phục hồi, phát triển trong những tháng tiếp theo của năm 2024. Cụ thể, sản xuất công nghiệp tăng trên diện rộng khi chỉ số sản xuất công nghiệp, gọi tắt là EIP, quý 1 năm 2024 tăng ở 54 trên 63 địa phương. Đặc biệt, một số địa phương có chỉ số EIP đạt mức tăng khá cao ở mức 2 đến 3 con số do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hoặc ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp của Trà Vinh tăng 102%, Khánh Hòa tăng 37%, Bắc Giang tăng 23,9%, Thanh Hóa tăng 20%, Hà Nam tăng 17,2%, Quảng Ninh tăng 14%, v.v. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu nhằm hàng công nghiệp chế biến chế tạo nước ta quý đầu năm ước đạt 79,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023. Để tiếp tục tạo điều kiện phát triển trong nhóm ngành đặc thù này, hiện Cục Công nghiệp Thông tin Bộ Công Thương theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung luật công nghiệp trọng điểm, bao gồm công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo phù hợp với chủ trương định hướng mới của Đảng về công nghiệp hóa đất nước trong thời kỳ mới tại Nghị quyết số 29 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Dự kiến Bộ Công Thương sẽ sớm kiến nghị Chính phủ trên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án luật công nghiệp trọng điểm vào chương trình xây dựng luật giai đoạn 2024-2025 của Quốc hội. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin thị trường tiêu dùng ngày hôm nay. Phước Đạt xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.